làm thế nào để vừa ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa ôn thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy một cách hiệu quả mà lại tiết kiệm chi phí? Đã có lộ trình SUN 2025, giải pháp luyện thi 3-1 dành riêng cho 2K7 phiên bản 2.0, 100% được biên soạn theo chương trình mới, giúp 2K7 chinh phục trường top với hơn 1.000 video bài giảng, hơn 400 chuyên đề, 300 cộng đề thi thử được cập nhật theo cả 3 đầu sách giáo khoa mới, bám sát xu hướng ra đề năm 2025, luyện thi chuyên biệt cho từng kỳ thi, tốt nghiệp trung học phổ thông, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy theo lộ trình 3 bước bài bản, nền tảng, luyện thi, luyện đề. SUN giai đoạn 1, nền tảng kiến thức, 2K7 ôn trọng tâm kiến thức lớp 11, nắm vững nền tảng kiến thức lớp 12 theo 3 đầu sách, kết nối tri thức với cuộc sống, cánh diều, chân trời sáng tạo, cấu trúc bài giảng, bài tập được cập nhật theo định dạng mới, các dạng trắc nghiệm, yêu cầu học thật, hiểu thật, không đánh lụt, khoanh mò. SUN giai đoạn 2, luyện thi chuyên sâu, hệ thống kiến thức chuyên sâu theo từng chuyên đề có trong từng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, chuẩn, chắc, đủ, toàn bộ kiến thức, thành thạo mọi dạng bài, phương pháp làm bài, bài giảng chuyên biệt cho từng kỳ thi với 100 cộng video mỗi môn kết hợp song song, học nền tảng đến đâu, luyện chuyên sâu đến đó. SUN giai đoạn 3, luyện đề toàn diện, luyện đề chuyên biệt cho từng kỳ thi, tổng hợp phương pháp, kỹ năng và tips mẹo làm bài giúp 2K7 tối ưu điểm số. Bộ 20 cộng đề tự luyện giúp nâng cao khả năng tự học và luyện đề thực chiến. Phòng luyện tốc độ 24/7, thi thử như thi thật. Đấu trường thi thử toàn quốc, cọ sát, rèn luyện tâm lý phòng thi. Với đội ngũ giáo viên luyện thi đại học nổi tiếng, dày dặn kinh nghiệm, phong cách giảng dạy gần gũi giúp tạo cảm hứng học tập cho học sinh như thầy Nguyễn Công Chính, thầy Phạm Quốc Toản, thầy Phạm Thanh Tùng, cô Hoàng Xuân. SUN 2025, một lộ trình ôn 3 kỳ thi, chinh phục trường top.